Hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhé. Rất vui khi được gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Hôm nay thì mình tiếp tục làm một cái video để chuyển cái máy xúc về lên xe ô tô có nhé. Thì hôm trước thì mình vừa mới lắp cái gầu con này để đào cái đường ống chờ của cái đường cột đèn chiếu sáng ở cái chỗ ngã tư này các bác này, cái đường này. Cái đường này người ta đang thi công cho nên là cái đèn này là nó chưa có dây, bây giờ mới làm cho nên là mình phải thế vào đó. Thì bây giờ mình sẽ lên xe để ấy nhé. Vừa rồi thì mình vừa mới thay cái gầu này các bác này, lắp cái gầu to này vào để đi lên làm bình thường, còn bình thường nó nọ là đào cái gầu nhỏ cái thôi. Cùng người tháo hết chưa, mở hết để mình gảy nó ra và trèo lên nhé. Bắt gầu lên. Cái gầu bé này thì mình lên mình mới ấy nó lên đây anh em nhá. Để đây thì mình mới vừa ấy được. Cái bơm mỡ này của mình này, mình chưa buộc được nó vào cho nên là nó trông nó vẫn ấy như này. Tiến vào sâu hơn trong nhé con nhé. Giờ mình nhấc lên. Và bây giờ sẽ cổ cái gầu này lên. Cái gầu này thì nó cũng khá là khó nhấc ấy, cho nên là mình phải hạ nó xuống như này. Để nó gọn vào anh em nhé. Xong là mình để cái gầu của mình sang bên này. Hả? Lùi xa. Đó, để như này anh em nhé. Đây, cái này là cái đồng hồ báo nhiệt của mình. Mình phải tắt nó đi. Đó. Cái này thì nó mắc răng vào đây, nó mới mắc cái gầu này. Nó sẽ không rơi được xuống đâu. Cái này là ok anh em nhé. Đó. Đi. Đi. Bây giờ mình tắt máy đi rồi. Thôi xin tạm biệt, chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người video sau nhé. À, bây giờ mình sẽ xuống cái đầu phía dưới ở chỗ mà chuyển máy xuống ấy, mình sẽ quay tiếp một video để hạ nó xuống cho anh em nhé. Không có lúc nong video này nó ngắn quá. Ok, mình sẽ xuống đầu dưới nhá. Hôm trước thì làm một cái video đầu lên nên bây giờ làm chuyển cái video đầu xuống nha anh em nhá. Máy mình vừa mới đi lên làm móng xong. Rồi bây giờ chiều nay thì nó có phải có cả người to cả người bé. Và cái ga của mình nó bị tụt. Cái gầu này hơi mắc từ chút anh em. Đó, ga đang hạ xuống. Cái này nó không dốc lắm thì quay lại luôn. Đây hôm nay nó có một gầu đất mình ấy ở đầu đằng kia thừa mình đặt lên đây.
múc cái gầu này xuống anh em nhá. Nửa xe hay một xe? À? Tiến xe lên tí đi. À, thì bây giờ mình sẽ múc luôn đất này nhá. Đó, tí ở dưới này không ra đây. Đấy, bỏ những cái hòn đá này đi anh em nhá. Trước một xe đất này cho anh Sơn anh mang về. Chôn cái dây này ở đây nhưng mà này bắt đầu mới ra làm tiếp đấy. Lắp đi thì như chưa đóng rồi sao? Hả? Cái này cá ra ngoài.
toàn đá nhiều. Hả? À, không ngoài đây nữa đâu. Đâu để moi cái này lên, moi cái này lên lấy nó đẹp. Cái này do người ta đổ, không người ta đổ vào. Cống à? Ok anh em nhá. Mình sẽ để cái máy ở đây. Hãy để như này cho nó khỏi bị cái gầu này nó khỏi bị bốc hơi. Không có là các bác ấy lại tiện các bác ấy mang về mất thì ông hỏng mất. Ok, bây giờ mình sẽ để cái nắp này vào đi về thôi. Xin tạm biệt, chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Ok, chào anh em.